lân luôn kìa. Từ lâu không đẻ thôi. Vô. Ủa? Đi đâu đây? Vô kiếm công ty quảng cáo, kiếm giám đốc. Tôi là giám đốc đây. Ủa chị giám đốc hả? Nãy giờ đi vòng vòng tưởng ô xin. Tưởng nhân viên đâu có biết, đâu có định hỏi chứ biết giám đốc rồi. Có thấy ô xin nào mà mặc đồ đẹp vậy không? Ừ ai biết được cái quy chuẩn của công ty mỗi khác. Dạ. Mất cảm tình rồi nha. Dạ chị ơi cho em vô đây em hỏi là công ty của mình quảng cáo đúng không chị? Đúng rồi cưng. Dạ đúng rồi. Em tới đây để em nhờ chị quảng cáo giùm cho cái dịch vụ massage của em. Dạ. Cho nó vươn lên một tầm cao. Hình như cưng tới lộn chỗ rồi đúng không? Cái công ty quảng cáo của chị là một công ty siêu hạng. Chị quảng cáo cho những công ty, những mặt hàng nào nổi tiếng thôi nha. Thì đúng rồi. Không có nhận quảng cáo cho massage và đấm bóp giác hơi dạo. Không phải dạo chị ơi, cái này là rất là nổi tiếng. Em muốn là cái nâng cao cái dịch vụ massage của em lên một tầm cao mới. Đó nên em biết là hả công ty của chị là có uy tín nè, có chất lượng nè, có trách nhiệm nè. Đó nên em tới em nhờ chị đó giúp đỡ em. Công ty có tầm cỡ. Dạ. Có thâm niên nữa. Thâm niên. Một chuỗi hệ thống Nam chí Bắc. Wow. Không phải massage thường. Vậy hả? Massage. Yeah, massage. Tôi khoái cái mời cậu ngồi. Sao nè? Bây giờ cậu muốn quảng cáo như thế nào? Tôi muốn quảng cáo như thế nào mà cho độc đáo, đặc sắc. Nhìn một cái là muốn massage, nhìn một cái là muốn massage. Tên công ty là gì? À, tên công ty của tôi là dịch vụ Mát-xa Phiêu Diêu. Mát-xa Phiêu Diêu. Đúng rồi. Nghe cái tên là thấy thích rồi đó. Được rồi, chị sẽ làm cho cưng. Các em, Mát-xa Phiêu Diêu bắt đầu. Đỉnh chạm áp như vần thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Ráng lên đi anh ơi. Suốt đời ráng lên đi, nhanh lên đi anh. Từ từ, anh là đàn ông mà anh bị cái giày nó phải đi từ từ chứ, em bắt anh đi nhanh làm sao anh đi được. Tại sao vậy? Tại sao như thế này rồi bây giờ mới tới? Coi thường mạng sống. Coi thường mạng sống của trẻ thơ. Bao tháng rồi? Dạ 4 tháng rồi. 4 tháng rồi, tại sao giờ mới tới? Thì mấy bữa chưa có đau. Lẽ ra 1 tháng là phải tới rồi, hiểu không? Cứ 1 tháng là phải tới. Vô. Vô đi anh. Vô gì? Vô mình vì con đi anh, vì con đi anh. Rồi. Ngồi xuống, ngồi thôi, ngồi đây. Ngồi trái nè. Xoay mặt về hướng này. Giờ sao? Bữa sau là mình tới để mình khám, để biết thai nhi nó ảnh hưởng như thế nào trong cuộc sống. Hiểu chưa? Đúng rồi. Xin lỗi. Có bầu mấy tháng rồi? 4 tháng hồi nãy nói rồi mà. 4 tháng sao có bụng bự dữ vậy? Bụng ai? Đây nè. Cái gì ông nội? Ba. Hả? Bụng bia ba. 4 tháng là bên đây hả? Tranh thủ đi từ vũ khám đi, ở đây massage. Ủa sao massage mà làm nãy giờ tưởng bệnh viện phụ sản vậy? Đang tập để cái nào được không được đưa qua từ vũ luôn, hiểu không? Trời. Đây. Bụng bự, nằm xuống đây. Tôi hả? Nằm xuống đi anh, nằm xuống massage rồi đi. Dịch vụ massage sẽ vượt qua được mà. Rồi. Cứu lên. Quả thiêu. Lộn. Sao mà sao nhạy cảm quá. Mát-xa Phiêu Diêu bắt đầu. Cứu lên. Ủa cái gì trong đây vậy? Cố lên anh ơi, cố lên. Xong chưa? Xong rồi. Xong rồi. Wow. Thấy chưa? Thẳng lì. Thích chưa? Thích chưa? Thẳng lì. À. Trời xuống dưới vậy trời. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thích chưa? Ngon quá chồng ơi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Không có gì, không có gì. Trời ơi, hay quá vậy. Bởi vì sao? Đây là dịch vụ gì? Dịch vụ mát-xa phiêu diêu. Mát vào là mở tiêu. Trời ơi, hay quá. Trời ơi, xuất sắc luôn. Nếu mà với cái quảng cáo này là áp dụng vô cho công ty của tôi là lúc đó công ty của tôi sẽ có rất là nhiều khách hàng luôn. Được, quyết định chọn cái này. Tệ hại. Quá tệ hại. Lúc tập sao mà giờ diễn kỳ vậy? Hả? Quá tệ hại. Đi vô, tập lại cho tôi. Ủa chị, em thấy được mà chị. Được. Cứ nghĩ gì là được rồi hả? Xuất sắc, thành công. Đối với chị là tệ hại. Bởi vì công ty siêu hàng của chị chưa bao giờ có tác phẩm nào tệ hại như vậy. Bà đó không nha. Bà đó không có matcha hả chị? Bên công ty chị không có matcha hả? Hàng gì chị mập với heo? Con này. Đó chị chê người ta thì để người ta nói. Ta vậy nói mập như heo. Nói vậy là xúc phạm con heo rồi. Một lát tôi sẽ đuổi việc ba đứa này luôn. Mà em thấy tụi nó nói đúng. Dạ nói đúng. Không bây chị giờ sao anh không muốn tôi làm quảng cáo sao? Không hả? Muốn chị. Nhưng mà giờ ngoài cái này không được ra mình còn cái option khác nữa hả chị? Còn chứ. Chờ đó. Option 2 bắt đầu. Cứu mày trời ạ. Ai kêu ta đó? Con kêu ta phải không? Con cần ta có chuyện gì mà kêu ta ra đây? Ủa? Tết đèn. Con người. Không lẽ ông là thần? Đúng, ta chính là thần kinh đây. À không, thần đèn đây. Ôi, phải thiệt là thần đèn không? Nhìn không thấy bộ đồ hả? Wow. Sao? Tại sao lại sao? Tôi là Alibaba thì làm sao mà gặp thần đèn được? Aladin mới gặp thần đèn ba. Aladin với Alibaba là hai anh em cùng cha khác ông nội. Ngày hôm nay ta tới đây giúp con. Đừng đối xử với ta tàn nhẫn như vậy. Ôi trời ơi, thần ơi, thần thực sự là thần hả? Ta là thần đi. Thần ơi, con đọc truyện con mê thần dữ lắm thần ơi. Cảm ơn con đã mê ta. Thần, thực sự là con đang bị 40 tên cướp dí đó thần. Nếu mà được thần cho con mượn cái thảm thần, con bay con trốn được không thần? Nó dí con quá thần ơi. 40 tên cướp đã dí con à? Dạ. Còn cách đây xa không? Để con coi, hỏi nó cái con nói chuyện với thần sao? Mày rảnh quá. Thôi rồi, ta sẽ cứu con. Dạ. Nhưng ta không có thảm thần. Nhưng ta có phương pháp thần kỳ. Wow. Mát-xa phiêu diêu bắt đầu. Quay. Dạ. Mát-xa cho cơ nó khỏe để chạy vô lẹ. Giữa sa mạc mà hai đứa con trai mát-xa cho nhau, muốn gì hả tôi? Muốn gì hả tôi? Ý mày nói ta là 3D đó hả? Con không có ý đó. Nhưng mà con nói thiệt cái thần á, mát-xa cũng được đi. Nhưng mà có người nào đẹp đẹp không? Chứ thần nhìn quải muốn chết luôn thì con mát-xa buồn lắm á. À, muốn nữ giới à? Dạ. Có chứ sao không. Xin mời. Lần luôn kìa. Thần lao để thần. Thần ơi. Thôi được rồi. Cô cứu cái thần ơi. Ô. Ủa thần ơi, nhân viên massage hả? Mát đi con. Hey. Hey. Ủa đám cưới ai mà nhảy cha 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 vậy? Massage đi. Biết đâu nè, làm nè, ai biết làm gì. Hey! Tao có được. Bà cho đi Trung Quốc. Đấy. Không có đá banh đâu bà nội. Rồi, xong rồi. Con ơi. Xong rồi đó. Con hãy tự đứng lên đôi chân của mình đi. Dạ. Chết cha tôi rồi. Mát-xa kiểu gì vậy? Thần ơi chết con rồi Thần ơi. Hãy tự tin mà bước lên để chiến thắng bản thân mình. 2, 3, bước lên nào. Dạ. Wow. Thần ơi, con cảm nhận bằng chân của con, nó không còn bình thường nữa rồi Thần ơi. Chứ sao? Con cảm giác một sức mạnh thật kinh khủng. Thử coi. Chà. Lỗ Quỳnh Kiệt, con thấy chưa? Con thấy sức mạnh phi thường chưa? Thần ơi hay quá Thần ơi, nhưng mà tại sao lại hay như vậy hả Thần? Bởi vì đây không phải là dịch vụ massage thường. Đây là dịch vụ massage phiêu diêu. Đấm là phiêu,